Anh ơi. Hả sao bé? Mình có thể nói chuyện riêng một chút xíu không anh? Anh có biết rằng là sô cô la khác anh ở điểm nào không? Đen anh. Không phải anh ơi. Sô cô la là ngọt trên môi, còn anh á thì ngọt trong tim em. Ngọt trong tim em. Không yêu hay yêu nói bồ lên. Sao lại hát? Tại vì á, em muốn thả thính anh. Only you. Bye em. Em sẽ yểm bồ anh. Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu nói một lời. Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu nói một lời. Yêu hay không yêu? Ê, không, bớt nha. Bình tĩnh lên đây coi. Dạ. Sang lên. Thể diện của người diễn viên trẻ đâu. Dạ. Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu nói một lời em hát hoài mệt luôn. Ok à. Em có nghĩ chưa? Dạ có rồi. Nhưng mà em muốn kiếm thêm. Anh ơi, anh đang ở đâu ạ? Anh đang ở Sài Gòn. Dạ nhà anh Sơn không ở, anh chuyển hộ khẩu vào tim em ạ. Dạ anh Sơn em không ở. Người luôn xong luôn. Bạn cố vấn còn cái gì để mà nói nữa, tôi dạ, hạ thính luôn về. Dạ chứ nói về, giờ về. Thành đôi luôn rồi. Anh hỏi em là em có thích biển không? Dạ em thích ạ. Bắt đầu sến rồi. Rồi anh em thử tắm biển mỗi ngày. Buổi sáng là nó cổng ra biển tắm, nó vẽ chữ bé theo xong nó cổng về bé hoài. Bé hòa xong cổng về tướng không ha. Chắc chắn em sẽ thương vợ. Nếu em có cưới vợ, em chỉ muốn nhắn nhủ vợ một câu thôi, chỉ cần thương ba mẹ của em và thương em là đủ rồi, còn tất cả để em lo. Trời ơi. Em tên là Ngọc Nga. Cũng như em nói ở phần đầu, hạnh phúc không phải là điểm đến mà đó là cả một hành trình. Mình bắt đầu từ hành trình đầu tiên nha anh. Là mình bắt đầu từ bây giờ đúng không em? Đúng rồi. Trời ơi. Để tay à, quay lại đi anh, quay lại nhìn mặt nhau à. Trời đất. Em thì không phải một chàng trai ngon tình nên thực sự là không biết nói sao hết trơn. Em muốn nói với anh một câu vậy. Nếu như anh đã đi hết 1/3 quãng đường mà trái tim vẫn còn lạc nhịp chơi vơi thì anh hãy đứng đó, em đã đến rồi đây. Không phải cuộc đời khó hay do anh khó mà những khó khăn đó mà đến hôm nay chúng ta được gặp nhau. Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Mình hãy quay mặt lại đây nhé. Trước khi em quay mặt lại, em muốn hỏi anh câu được không? Là em hỏi đi. Anh có yêu bản thân mình không? Tất nhiên là có rồi. Nếu có thì làm tình địch của em nhé. Nuôi cá nè, nuôi rùa nè, nuôi chim nè. Rồi dạ, mai mốt em lấy vợ về. Em lấy vợ về em để ở đâu? Dạ em lấy vợ về em khỏi nuôi gì nữa. Em nuôi vợ thôi. Nếu một ngày em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới thì em đi vòng quanh anh một vòng được hay không ạ? Bởi vì anh chính là cả thế giới của em. Trời ơi. Nữa. Bạn số 4 nè. Tại sao bạn vét màu đỏ không? Thì bạn không mua điện thoại màu hồng mà bạn bắp lưng màu hồng che màu đỏ làm chi vậy? Dạ em thích lạ gì để cho anh nói đó. Nữa anh sẽ chọn em. Em là giỡn vậy. Cái chương trình phát lên vợ em coi cái vui lắm. Không có ý em nói em gạt. Cũng không biết em là người chơi hay người ngủ ngoài. Không cần em hay giọng gì đó. Hai giọng như chuyện này cũng giỡn nha. Nắm tay vô nó cho bớt luôn. Nắm tay cho hết rung cưng. Đâu á. Cái đầu tiên mà ấn tượng với em đó là một nụ cười. Còn em, sau khi em thấy bạn nam thì em thấy có đúng mẫu người của em không? Em cảm thấy em may mắn. Tại vì em nghĩ mấy người cầu thủ rồi còn cơ bắp như bạn thì chắc nhiều bạn nữ kiểu thân hình mi nhon rồi theo đuổi. Anh cũng chỉ chung thủy với sân banh và em thôi.